Với những lợi thế và tiềm năng đặc trưng, ngành công nghiệp thực phẩm được xác định là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam, Bộ Công Thương đã và đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng, các tổ chức và doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh nhiều hoạt động, giải pháp cụ thể trong việc phát triển thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu, từng bước gia tăng giá trị xuất khẩu thực phẩm Việt Nam trên thị trường thế giới. Việt Nam Food Expo 2023 có quy mô trên 500 gian hàng của gần 400 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Năm nay, với sự tham gia của những nhà sản xuất, xuất khẩu trong và ngoài nước, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe trên thế giới về thực phẩm và đồ uống, đã góp phần đưa thực phẩm Việt Nam tới những thị trường khó tính nhất trên thế giới. Các ngành hàng trưng bày, giới thiệu tại Việt Nam Food Expo 2023 khá phong phú trong các lĩnh vực như hàng nông sản gồm gạo, rau quả, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản nguyên liệu và thủy sản chế biến, thực phẩm chế biến và đồ uống, máy móc, thiết bị, công nghệ chế biến thực phẩm, công nghệ bảo quản và đóng gói bao bì thực phẩm, công nghệ an toàn và vệ sinh thực phẩm. Thông qua các chương trình xúc tiến thì VicoShop nhận ra Food Expo là một trong những chương trình mà những đơn vị khởi nghiệp rất là cần khi để tham gia và kết nối với thị trường xuất khẩu. Đến với Food Expo lần này thì VicoShop mong muốn là kết nối thêm rất là nhiều đối tác xuất khẩu và tiếp tục mang hành trình là mang dừa sáp Việt Nam vươn ra thế giới. Chúng tôi tham dự hội chợ, chúng tôi đã được giới thiệu đến tất cả các thị trường, anh chị em người tiêu dùng ở trong thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là giúp doanh nghiệp chúng tôi đã xuất khẩu đi được 2 nước trên thế giới. Chúng tôi rất là vui và vinh dự năm nay tiếp tục đồng hành cùng hội chợ để tham gia triển lãm này, thì với mong muốn là tiếp tục lan tỏa sâu rộng đến với cả các anh chị em người tiêu dùng miền Nam nói chung và Việt Nam nói riêng. Thứ hai nữa là tiếp tục tiếp cận đến hàng ngàn nhà nhập khẩu ở tất cả các quốc gia, ví dụ như là khu vực Đông Nam Á, châu Âu hay châu Mỹ. Ngoài các gian hàng trưng bày hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam, tại kỳ triển lãm lần này có sự tham gia của các doanh nghiệp quốc tế đến từ trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Nga, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Phần Lan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ấn Độ. Ngoài những gian hàng quảng bá giới thiệu các sản phẩm đặc sắc của các quốc gia, doanh nghiệp trên thế giới, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương còn tạo những điểm nhấn thông qua khu gian hàng thương hiệu quốc gia Việt Nam, khu gian hàng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số và đầu tư công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Điểm nhấn của gian hàng thương hiệu quốc gia Việt Nam tại triển lãm Food Expo năm nay đấy là chúng tôi quy hoạch tập trung lại toàn bộ các cái sản phẩm của các cái doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia vào tại một cái khu để triển lãm chung và để giới thiệu chung cho cái chương trình thương hiệu quốc gia, để từ đó có thể giúp là quảng bá cho cái hình ảnh của chương trình thương hiệu quốc gia tới người tiêu dùng, tới các đối tác trong và ngoài nước. Thế thì năm nay thì chúng tôi có cái diện tích trưng bày là 350 m² với hơn 16 doanh nghiệp thương hiệu quốc gia có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia trưng bày các cái sản phẩm có thế mạnh ở trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống. Thế thì thông qua cái triển lãm này thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là các cái đối tác quốc tế mà tham gia trưng bày tại triển lãm, cũng như cái đối tác tiềm năng, các nhà đầu tư, các cái nhà buyer mà tới tham dự triển lãm thì có thể tiếp cận được các cái thông tin liên quan đến các sản phẩm mà hết sức là chất lượng và uy tín, mang cái gắn với lại các cái tiêu chí của thương hiệu quốc gia. Thế từ đó thì thông qua đó thì cũng sẽ là giúp góp phần là sẽ quảng bá cho cái hình ảnh quốc gia của Việt Nam là một quốc gia có rất nhiều các sản phẩm uy tín chất lượng, và từ đó là nâng cao được cái vị thế của Việt Nam ở trên mắt bạn bè quốc tế và trong nước. Để tạo điều kiện giao thương kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác, nhà nhập khẩu đến từ các nước trên thế giới, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp như hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại với chủ đề Nông sản, thực phẩm Việt Nam trong kỷ nguyên số. Hội nghị tập trung hướng đến những mục tiêu chính như phổ biến các quy định, cơ chế, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, tạo diễn đàn để các chuyên gia, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về sự cần thiết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại ngành công nghiệp thực phẩm. Bên cạnh đó, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong doanh nghiệp nói chung, cũng như hoạt động xúc tiến xuất khẩu nói riêng. Từ đó, quảng bá hình ảnh thương hiệu quốc gia Việt Nam, thương hiệu và các sản phẩm tiêu biểu của một số doanh nghiệp ngành thực phẩm thông qua môi trường số. Nhằm triển khai hiệu quả quyết định số 1968 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2021 về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030, Bộ Công Thương
và đầu mối là Cục Xúc tiến Thương mại, là một trong những đơn vị tiên phong sáng tạo ứng dụng thực hiện các mô hình xúc tiến thương mại trên môi trường số tại Việt Nam, với mục tiêu nòng cốt là xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái xúc tiến thương mại số nhằm chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và đưa các mô hình này lan tỏa đến nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên cả nước. Hàng trăm chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến như các hội nghị giao thương trực tuyến, hội chợ triển lãm trực tuyến, ứng dụng công nghệ livestream quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số được triển khai trong thời gian qua. Các hoạt động này không chỉ mang lại kết quả ban đầu mà còn khẳng định là giải pháp đổi mới phù hợp với xu thế phát triển công nghệ trên thế giới. Các doanh nghiệp Việt Nam đã kết nối giao dịch với gần 100 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản, thủy sản, bao bì đóng gói, thực phẩm chế biến của Trung Quốc tại Hội nghị Xúc tiến Thương mại và Kết nối Giao thương Doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. Tại đây, các doanh nghiệp Việt Nam đã quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản, trái cây, thực phẩm chế biến đến các doanh nghiệp, nhà nhập khẩu Trung Quốc để qua đó thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc bằng hình thức chính ngạch. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực thực phẩm chế biến, nông sản, nghiên cứu, đầu tư sản xuất tại Việt Nam. Những cái hội nghị như này thì bản thân tôi đánh giá thì nó cũng rất là ý nghĩa và có gì đó là cái hiệu quả khá là cao khi mà doanh nghiệp Việt Nam cũng như là doanh nghiệp bên phía Trung Quốc được trao đổi gặp mặt trực tiếp. Mới trao đổi qua với hai doanh nghiệp bên Trung Quốc, tuy nhiên là tôi cũng đã làm việc được với một doanh nghiệp bên Trung Quốc, và sắp tới thì có thể là sau cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì họ sẽ đến gian hàng bên phía Lipo và sẽ tham quan cũng như là thử sản phẩm bên tôi, trao đổi rõ hơn cụ thể là những cái bước tiếp theo như thế nào. Thì thực sự đây là những cái hoạt động nó rất là ý nghĩa của Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến Thương mại. Thông qua các chương trình và hoạt động xúc tiến thương mại đa dạng, Việt Nam Food Expo 2023 là sự kiện nổi bật, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho hoạt động quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, nông sản và thủy sản ra thế giới, đồng thời mang lại những cơ hội giao thương, đẩy mạnh xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam.